chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đón chào ngày mới với bản tin thời tiết sáng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ngày hôm nay cùng với sự mở rộng của vùng áp thấp nóng ở phía Tây thì hiệu ứng gió phơn khô nóng cũng sẽ phát triển theo và bao trùm khắp khu vực Trung Bộ, dọc suốt các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, từ vùng núi Trung Du phía Tây sang khu vực ven biển phía Đông sẽ đồng loạt xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên thì mức độ nóng ở các khu vực này là khác nhau. Ở vùng núi và Trung Du, nơi mà hiệu ứng gió phơn hoạt động và thấp nóng tác động mạnh thì nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 37 cho đến 39 độ. Riêng những điểm như là Tương Dương, Hương Khê hay là Đông Hà, nhiệt độ còn có thể tăng lên ngưỡng từ 39 cho đến 40 độ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là ngưỡng nhiệt đo được trong liều khí tượng. Còn trên thực tế, dưới tác động của hiệu ứng đô thị hóa thì nhiệt độ sẽ còn phải cộng thêm từ 1 cho đến 2 độ nữa, khiến cho cảm giác nóng rát gia tăng, nhất là vào thời điểm giữa trưa và chiều. Do vậy nếu có thể thì người dân nơi đây nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm này. Trong khi đó, ở khu vực ven biển Bắc Trung Bộ, nhờ có gió biển liên tục thổi vào nên nơi đây nhiệt độ có phần thấp hơn, phổ biến quanh ngưỡng từ 35 cho đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng, Quảng Nam đến Quảng Ngãi cũng sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt từ 36 cho đến 38 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh từ Bình Định trở vào đến khu vực Bình Thuận, do nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng nên nhiệt độ nơi đây thấp hơn một chút, phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Trở ra khu vực Bắc Bộ, theo nhận định của các chuyên gia về thời tiết thì ngày hôm nay, vùng thấp nóng ở phía Tây sẽ đóng một vai trò như một trung tâm hút gió khổng lồ, khiến cho hiệu ứng phơn gia tăng. Do vậy mà không chỉ có các tỉnh phía Tây mà nắng nóng sẽ lan rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Nền nhiệt trong ngày hôm nay tiếp tục tăng cao, phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Riêng khu Tây Bắc do có vị trí nằm gần với vùng thấp nóng ở phía Tây hơn, nên nơi đây được dự báo sẽ có những điểm có nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 37 cho đến 39 độ. Do vậy mà cảm giác nóng bức là điều khó tránh khỏi. Mặc dù không tác động nhiều đến thời tiết các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nhưng vùng thấp ở phía Tây cũng góp phần khiến cho trường gió Tây Nam hoạt động mạnh dần lên. Đây là một trong số những loại hình thế gây mưa dông cho các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, với cường độ chưa phải là mạnh mẽ, nên trong chiều tối nay, mưa cùng lắm cũng chỉ xảy ra ở một vài điểm. Trong khi đó, thời gian còn lại trong ngày thì trời vẫn có nắng. Do vậy, nền nhiệt tại đây vẫn duy trì ở ngưỡng cao, phổ biến ở mức từ 32 cho đến 35 độ, chung cho toàn vùng. Riêng một vài nơi thuộc miền đông của Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai hay là Bình Dương thì mức nhiệt còn có thể lên tới trên 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, cùng với sự hoạt động của vùng thấp phía Tây thì gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì với cường độ khoảng cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Với cường độ gió như vậy thì độ cao sóng biển ở đây sẽ tiếp tục cao, phổ biến từ 2 cho đến 3 mét và có biển động mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến giao thông đi lại cũng như là các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân trên vịnh. Trong khi đó, đối với các vùng biển khác cũng như toàn bộ khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hầu như chỉ có gió yếu hoặc cùng lắm cũng chỉ ở mức cấp 4 nên không hề có biển động, sóng biển cũng khá thấp, trời ít mưa nên tầm nhìn khá là thông thoáng, thời tiết hầu như là khá thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt cũng như là khai thác thủy hải sản của bà con ngư dân. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay nhiệt độ tiếp tục tăng cao và xảy ra nắng nóng cục bộ tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Sang ngày 21 thì mưa rào và dông sẽ xuất hiện tại các khu vực này và cả các tỉnh Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.